Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 88. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không A Di Đà Phật. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Chúng Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Chúng Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Chúng Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 314, trang 314, hàng thứ ba, hàng thứ ba của chú giải. Hoại các hào dục. Câu này là phần kinh văn. Tịnh Ảnh Sớ giảng như sau: tâm ái dục sâu thẳm khó vượt được nên gọi là hào. Vậy đoạn trừ tâm ái dục khiến nó tan nát. Đây là lời được nói trong Tịnh Ảnh Sớ. Trong sách Bình Giải nói: hoại các hào dục là bỏ dục tâm, ái dục là gốc các khổ. Dòng dục sâu rồng, chúng sanh chìm đắm trong ấy khó vượt qua được, nên gọi là hào. Hào là lời ứng dụ, là tỷ dụ. Thế nào gọi là hào? Sách Tự Uyển có giải thích: hào là mương nước. Thông thường chúng ta hay gọi là thành hộ sông. Bây giờ thành ấy không còn nữa. Vào thời trước, thời kháng chiến vẫn còn. Mỗi một thành phố đều có tường thành. Ngoài tường thành là thành hộ sông, nhằm mục đích bảo vệ cho cái thành trì này, để kẻ địch có lòng tấn công. Muốn tấn công, họ nhất định phải băng qua thành hộ sông mới có thể tiến đến chân thành. Tường thành thông thường có một độ cao tương đối, muốn leo lên tường thành cũng chẳng phải chuyện dễ, đều phải chạy qua cuộc huấn luyện đặc biệt. Vào lúc này chính là thời cơ tốt nhất để những người phòng ngự tiêu diệt kẻ thù. Nhưng lúc kẻ địch đang vượt sông, hoặc nhân lúc họ leo tường, những lúc ấy rất dễ đụng độ với vệ binh hộ thành. Cho nên ở trong kinh Phật dùng cái này để làm ví dụ. Dục vọng chính là một cái thành hộ sông. Hoại các dục vọng, cái hào này được ví cho thành hộ sông.
Tịnh Ảnh Sớ nói cũng không tệ. Phiền não tập khi nào nặng nhất? Chính là dục vọng. Dục vọng không có điểm dừng, là cái vật khổng đấy. Vì thế người xưa đối với sự việc này đều có sự phòng bị rất nghiêm ngặt. Từ nhỏ là đã dạy không được tham, không sân, không si. Phật cũng dạy người ý như thế. Lão Tổ Tông Trung Quốc thời xưa, các bậc cổ thánh tiên hiền, không một ai là không chú trọng đến việc dạy con người tránh xa dục vọng. Phật Pháp thì lại phải đoạn dứt hoàn toàn. Đối với Pháp thế gian thì cần phải tiết chế, không được thái quá. Thái quá sẽ chiêu cảm tai nạn ập đến. Thế giới ngày nay vì sao lại trở thành nông nỗi này? Chính là vì dục vọng của con người bị vật chất, tiền tài dẫn phát ra rồi. Một khi bùng phát thì không cách gì vãn hồi được. Họ không quay đầu lại nổi. Một khi có trong tay 10 triệu thì lại muốn có 100 triệu. Có 100 triệu lại muốn 1 tỷ. Có 1 tỷ thì lại ước có 10 tỷ. Có 10 tỷ lại mong có 100 tỷ. Thậm chí muốn cả cái trái đất này đều thuộc về họ, không bao giờ biết thỏa mãn. Thế là tai nạn ập đến thôi. Vì sao? Vì bạn không có cái phước lớn đến như thế. Dục vọng và phước báu phải tương xứng với nhau. Phước báu của người thế gian có sự lớn nhỏ không đồng, địa vị cao thấp cũng khác. Bạn ở vào địa vị nào, có được tài phú ra sao, nó có tiêu chuẩn riêng của nó. Không vượt qua tiêu chuẩn ấy thì sẽ tốt vô cùng, đó gọi là hưởng phước. Còn như vượt qua cái ngưỡng tiêu chuẩn ấy, tuy rằng đạt được nhiều, nhưng do bạn không có cái phước ấy. Vì sao? Vì bạn có phiền não, tâm tình thì thổ tháo, lo được lo mất, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là bạn đang tạo tội nghiệp. Nghiệp tội rất đáng sợ. Nếu nhìn về phía trước, biết đâu đời sau chính là tam đồ, không biết chừng còn bị đọa vào địa ngục. Đến lúc đó hối hận đã muộn. Nhất định phải khống chế dục vọng của chính mình. Đây chính là ý nghĩa của câu hoại các hào dục. Phải chiến thắng nó. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc đem điều này đặt lên hàng đầu. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh dạy học, thị hiện Bát Tướng Thành Đạo thuyết pháp. Điều thứ nhất chính là phá thành phiền não, hoại các hào dục, rửa sạch cấu ô, hiển minh thanh bạch. Điều này được đưa ra vào điều đầu tiên trong khoa đề của chúng ta là phá mê khai ngộ. Hiển minh thanh bạch tức là khai ngộ. Còn ba câu ở đằng trước là phá mê. Cái này được xếp vào điều đầu tiên nên bạn liền biết đây không phải chuyện nhỏ mà là vấn đề lớn. Đời này của bạn ngày sau sẽ đến nẻo thiền, hay là đến đường ác, hay là được về cõi tịnh độ, mấu chốt chính ngay tại chỗ này.
Phàm phu xấu nẻo, làm gì có chuyện không có dục vọng? Không có dục vọng thì họ thành Phật, thành A-la-hán rồi, ít nhất cũng là A-la-hán, đã đoạn được kiến tư phiền não. Nhưng họ vẫn còn chừng xa với vô minh. Vì thế Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Câu này là lời thật, không hề giả. Chúng ta quả thật là Phật. Vậy vì sao Phật lại biến thành phàm phu xấu nẻo rồi? Chính là vì dục vọng trói buộc. Bởi vì bạn có dục vọng nên bạn trở thành lục đạo phàm phu. Dục vọng cứ ngày ngày bành trướng thêm, chứ không bị đẩy lùi. Vì vậy càng mê càng sâu, tạo nghiệp càng ngày càng nặng. Những việc mà bạn làm, bất kể là việc tốt hay việc xấu, thấy đều là vì dục vọng, nhưng lại chẳng biết rằng dục vọng là giả. Nhân của dục vọng này sẽ chiêu cảm quả báo. Quả báo ấy chính là xấu nẻo. Lục đạo do đó mà có, chính vì dục vọng mà ra. Cho nên lục đạo luân hồi là do tự mình tạo. Mình làm thiện nghiệp thì tạo ba đường thiện, ác nghiệp thì tạo ra ba đường ác. Trong vòng luân hồi không có gì không là tự làm tự chịu, chẳng can hệ gì đến người khác. Kẻ khác đến khuyến dụ ta làm ác, nhưng quyền quyết định vẫn là ở ta. Nếu như tâm ta biết rõ ràng, minh bạch ta không làm, không những không tạo ác nghiệp mà thiện nghiệp cũng không làm. Vì sao? Vì thiện nghiệp thì sanh vào ba đường thiền, vẫn là ra không nổi xấu nẻo luân hồi. Chẳng qua trong vòng xấu nẻo ấy chảy qua ngày tháng tốt đẹp hơn một chút mà thôi, nhưng không thể thoát khỏi xấu nẻo luân hồi. Những gì Phật nói với chúng ta đều là lời thật. Trong vô lượng kiếp, khẳng định thời gian ở ác đạo thì dài, thời gian ở thiện đạo thì ngắn. Đây là sự thật vô cùng đáng sợ. Cho nên Phật dạy chúng ta tu Bồ Tát Đạo. Tu Bồ Tát Đạo thì khác rồi. Bồ Tát hằng thuận chúng sanh, dường như các ngài cũng đang tạo nghiệp, cũng làm cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu. Nhưng các ngài có bản lĩnh không để lại ấn tượng, cũng đồng nghĩa nói tất cả những việc họ làm đều không để trong tâm, quyết định trong tâm không có gì hết. Về mặt sự thì có, nhưng trong tâm lại không. Loại nghiệp như vậy gọi là tịnh nghiệp. Trong xấu nẻo không có tịnh nghiệp, vậy nó ở đâu có? Thế giới Hoa Tạng có, thế giới Cực Lạc có. Người tu hành ở thế giới Ta Bà, tuyệt đại đa số chiếm 90%, đều vãng sanh về thế giới Hoa Tạng. Người tu tất cả pháp môn, nếu như tu thành công rồi, một phần vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Đây là người có trí huệ chân thật, có thiện căn, phước đức, nhân duyên đầy đủ, nên họ lựa chọn thế giới Cực Lạc. Có thể vãng sanh hay không? Người muốn sanh về thế giới Hoa Tạng, thấy điều phải đoạn phiền não. Không có chuyện được đới nghiệp vạn sanh,
chỉ có một pháp môn cho phép đới nghiệp vãng sanh, chính là tịnh độ của Đức Di Đà, là cho đới nghiệp vãng sanh. Những nơi khác không có. Tịnh độ của Di Lặc ở trong sáu nẻo cũng không được phép đới nghiệp vãng sanh, vẫn phải chế ngự được phiền não mới có thể sanh vào nội viện đậu xuất. Chân thật có thể đới nghiệp vãng sanh chỉ có tịnh độ Di Đà. Điểm này chúng ta không thể không biết, không thể không nghiêm túc học tập. Cơ hội lần này nếu như để luống qua, đời sau biết đến lúc nào mới có thể gặp lại. Phải chạy qua vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp, bạn mới có cơ hội gặp được. Quả khó, thật là khó lắm. Vì thế nhất định đừng bị chút danh chút lời của thế giới này lừa dối, khiến chúng ta quên mất tịnh độ. Như thế không tốt. Thế xuất thế gian đều là duyên, là duyên phần. Khi duyên thật sự chín mùi, nếu là chuyện có lợi cho chúng sanh, vậy thì nên làm. Duyên chưa thành thì đừng miễn cưỡng. Miễn cưỡng cũng không được. Miễn cưỡng đến cuối cùng sẽ phải thất vọng, sau cùng là hối hận. Thế thì muộn màng rồi. Làm người thì mọi thứ cứ để tự nhiên là tốt nhất. Mọi thứ tùy duyên là được, nhất định không phan duyên. Phan duyên chính là miễn cưỡng để đạt được. Cứ tùy duyên mà định, ắt sẽ thuận lời. Tu hành vào cái thời loạn thế này, khi trật tự xã hội trên toàn thế giới đều không còn, trật tự của cổ nhân Trung Quốc đã có mặt trên đại địa Trung Hoa. Suốt mấy ngàn năm rồi, chỉ mới đánh mất, bị ruồng bỏ khoảng 150 năm gần đây, nên mới có chuyện xã hội động loạn như hiện thời. Những người có tuổi tác cỡ tầm chúng tôi hoặc lớn hơn tôi vài tuổi biết càng rõ hơn. Thời kỳ kháng chiến, xã hội vẫn còn có trật tự, người người đều hiểu luân lý, vẫn còn nói về đạo đức. Đến khi phần tử tri thức trẻ tuổi chạy theo văn minh Tây Dương, văn minh của người ngoại quốc, nên bắt đầu mất niềm tin và quay qua bài trừ truyền thống Trung Quốc. Nhưng vào lúc đó, như trước chúng tôi một đời, đời cha mẹ, thế hệ lớn hơn chúng tôi 20-30 tuổi, cả đời họ đều tuân thủ mãi cho đến lúc già chết. Đến thế hệ sau thì không còn tin nữa rồi. Hiện nay cũng đã qua 3-4 đời rồi. Bạn có nói với họ, họ cũng chẳng có ấn tượng gì, vô cùng lạ lẫm. Đây chính là văn hóa truyền thống mà chúng tôi đang xúc tiến hiện nay. Quá trình vô cùng gian nan, lý do chính vì chẳng còn ai tin nữa. Sáu mươi năm trước,
Có không ít chuyên gia học giả nước ngoài nghiên cứu văn hóa truyền thống Trung Quốc. Họ hết sức nghiêm túc, cũng vô cùng tán thán văn hóa truyền thống. Trong đó, công trình nghiên cứu thành tựu nhất chính là của hai học giả người Anh. Người đi trước là La Tố, cùng thời với tổ phụ của tôi. Người còn lại là Thang Ân Tỷ, thì ở cùng thế hệ với cha mẹ tôi, lớn hơn tôi khoảng 20-30 tuổi. La Tố thì đại khái lớn hơn tôi 50 tuổi. Họ đều có nhận thức và sự am hiểu. Đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc, họ bội phục đến nắm vóc sát đất. Đáng tiếc người Trung Quốc lại không chịu thừa nhận. Người Trung Quốc lại ruồng rẫy nó, học theo phương Tây. Xã hội thế kỷ 21 chính là xã hội ngay trước mắt, hỗn loạn đến mức độ này. Hai người họ đã nhìn thấy viễn ảnh này vào 50 năm trước. Nên họ tuyên bố với mọi người, muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, nhất định phải nhờ vào học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Học thuyết khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa đều nằm ở Trung Quốc. Hay nói cách khác, cần đến văn hóa truyền thống Trung Quốc mới có thể giải quyết vấn đề ngay trước mắt. Nhất là tiến sĩ Thang Ân Tỷ vào lúc tuổi già. Ông qua đời vào năm 1975. 85 tuổi thì mất. Những năm cuối đời, tức là vào khoảng 80 tuổi, ba lần ông đến Nhật Bản. Văn hóa Nhật là từ Trung Quốc truyền qua. Văn hóa Hàn Quốc, Việt Nam đều là từ Trung Quốc du nhập sang. Họ nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu văn hóa và cho rằng đây là văn minh Đông Á với Trung Quốc làm chủ. Còn ba quốc gia này là vệ tinh, là văn minh vệ tinh của văn hóa Trung Quốc. Nếu như bốn đất nước này có thể đoàn kết thành một thể, sẽ có sức ảnh hưởng lên toàn thế giới. Bởi do ông chưa nhìn thấy quần thư trì yếu. Chứ nếu ông nhìn thấy được quần thư trì yếu, ông nhất định sẽ nói chính là quyển sách này. Quyển sách này đại biểu cho văn minh Đông Á, cũng tức là đại biểu cho bốn quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Văn minh này có thể cứu đất nước, cũng có thể cứu toàn thế giới. Liệu có thật thế không? Chúng tôi cũng đã làm thí nghiệm. Từ trong quần thư chỉ yếu chọn ra những điều cấp thiết mà xã hội hiện nay đang cần đến, cho chép ra hết. Bởi vì phân lượng của quần thư chỉ yếu quá lớn, muốn phiên dịch phải mất rất nhiều thời gian, chí ít phải mất từ 5 năm đến 10 năm. Tình hình hiện tại của chúng ta rất gấp, nên từ trong đó chích lục ra 1/10.
cho phiên dịch thành tiếng Anh. Năm ngoái với năm nay, chúng tôi ở trụ sở UNESCO Liên Hiệp Quốc tại Paris đem bộ sách này tặng cho đại diện đại sứ của UNESCO gồm 193 quốc gia khu vực. Những đại sứ đại diện này sau khi nhìn thấy, không một ai là không hoan hỷ. Đây chính là làm thực nghiệm, có được không? Lời tiến sĩ Thang Ân Tỷ liệu có thể hành được thông không? Mọi người nhìn thấy đều hoan hỷ. Thủ tướng Malaysia sau khi nhìn thấy quyển sách này, trưởng lão Mahathir vô cùng cảm thán nói: tôi biết đến nó quá trễ rồi. Đây đúng là một quyển sách trí huệ chân thật. Người mấy ngàn năm trước viết ra, vậy mà đến nay vẫn hữu dụng. Nếu như lúc đầu tôi có được quyển sách này, tôi sẽ giảm được rất nhiều quyết định sai lầm. Chúng tôi hình như gửi tặng mỗi một người là 3-4 quyển, hy vọng họ mang về cho những người lãnh đạo quốc gia xem. Đó là chuyện tốt. Thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc. Mọi người đừng sợ, người Trung Quốc không phải muốn xưng hùng xưng bá. Người Trung Quốc sẽ không ức hiếp người. Người Trung Quốc trước kia chịu thiệt thòi cũng không báo thù, nên mọi người cứ yên tâm. Cho nên không phải vũ lực của Trung Quốc, không phải chính trị của Trung Quốc, không phải khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, không phải kinh tế thương mại của Trung Quốc, đều không phải, mà là cái gì? Chính là quần thư chỉ yếu của Trung Quốc. Từ quần thư chỉ yếu mà thiết lập một nhận thức chung. Hy vọng mai này thiên hạ thái bình. Bình thiên hạ là lý tưởng của người Trung Quốc. Bình thiên hạ, bình là bình đẳng. Bình đẳng đối đãi, chúng sống hòa mục, tức là quốc gia với quốc gia, dân tộc với dân tộc, văn hóa với văn hóa, tôn giáo với tôn giáo trên khắp thế giới đều có thể làm đến được bình đẳng đối đãi, chung sống hòa mục. Đó chính là thái bình thịnh thế xuất hiện trên trái đất rồi. Trung Quốc đi con đường này. Hôm nay chúng ta tỉ mỉ quan sát xem tập chủ tịch, người lãnh đạo Trung Quốc, những bài nói chuyện trong và ngoài nước của ông, những gì mà ông đang làm, những lời ông nói, những việc ông làm đều đang hướng về mục tiêu đó. Giáo huấn của lão tổ tông Trung Quốc, từ tu thân, tề gia, trị quốc cho đến bình thiên hạ, đây chính là ước mơ của Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc có thể đoàn kết văn hóa toàn thế giới, để những nền văn hóa này, những tôn giáo này thấy điều thực tiễn vào giáo dục. Chúng ta học tập lẫn nhau, những nền văn hóa này tất cả đều được thăng hoa. Đó là phúc lợi, là hạnh phúc chân thật của nhân loại. Lời tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói quả không sai. Tôi có phước khi thấy được bộ sách này. Bộ sách này không phải sách bán chạy nhất. Vì sao? Vì có rất nhiều người khi xem quyển sách này nhưng không tin. Nhưng Thang Ân Tỷ lại tin. Bởi do nguyên nhân gì? Vì Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử, nên ông tin vào cái đó. Khi người Trung Quốc gặp phải khó khăn, gặp phải tai nạn, khẳng định sẽ quay đầu. Quay đầu là bờ.
Đương nhiên, mấu chốt vẫn ở con người, là những người lãnh đạo đất nước, họ dẫn đầu thì việc khôi phục trở lại rất dễ. Còn như họ không dẫn đầu, thế thì khó lắm. Vì sao? Vì chướng ngại rất lớn, gặp rất nhiều ngăn trở. Người lãnh đạo dẫn đầu đến đoàn kết những người có cùng nhận thức đúng đắn, có tầm nhận thức đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc, có lòng nhiệt thành cùng nhau đoàn kết lại. Chúng tôi tin cao lắm trong vòng 10 năm, địa cầu này có thể xuất hiện thái bình thịnh thế. Tôi có niềm tin này. Nhưng tôi có thể sống thêm 10 năm nữa hay không? Không dám chắc. Nếu bạn hỏi tôi có muốn hay không, thú thật tôi không muốn. Vì tôi hy vọng sớm ngày vạn sanh đến thế giới cực lạc. Hiện tại mỗi ngày tôi lạy Phật, khi lễ Phật, A-di-đà Phật, tôi đều cầu sanh tịnh độ. Niệm niệm đều là mong vãng sanh tịnh độ. Tôi không muốn ở lại cái cõi này thêm nữa. Nhưng tôi hy vọng tôi đem tất cả những gì mình biết chia sẻ với mọi người. Mong mọi người nỗ lực hướng đến mục tiêu ấy, dũng mạnh tiến về nó, để đem lại nền an định hòa bình bền vững cho thế giới này. Tôi không hy vọng, đương nhiên cũng sẽ không có thất vọng. Người có hy vọng ắt có thất vọng. Người không có hy vọng tất nhiên không có thất vọng. Ở trong Phật giáo, trong Tịnh Tông, Lão Hòa Thượng Hải Hiền là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Ngài có thể niệm Phật tự tại vãng sanh thành Phật, không cần người trợ niệm. Ngài biết trước ngày giờ, biết rằng Ngài sẽ đi vào ngày nào. Ngài cùng với A-di-đà Phật đã ước định đâu vào đấy cả rồi. Đến điểm hẹn, Phật liền xuất hiện tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Ngài nói với chúng ta mấy lời đó là những lời vô cùng quan trọng. Vãng sanh cần phải có lòng tin, không cần đến trợ niệm. Trợ niệm không chắc ăn, trợ niệm không bảo đảm. Lời này nói thật đúng lắm. Cái này chính là chắc chắn vãng sanh. Đi rồi chẳng có chút bệnh khổ nào. Cái ngày ra đi hôm đó, từ sớm đến tối vẫn còn làm việc trong vườn rau, làm hết một ngày. Nào là sáng đất, nhổ cỏ, tưới rau, mãi cho đến trời tối. Mọi người bèn nói: Lão Hòa Thượng, sư cũng đã làm việc cả ngày rồi, có thể nghỉ tay được rồi, đừng làm nữa. Ngài trả lời thế nào? Ngài bảo: tôi sắp làm xong rồi, làm xong rồi tôi sẽ không làm nữa, đến đây là nghỉ rồi. Đến tối niệm Phật vãng sanh. Có thể nói ngày vì chúng ta biểu pháp, sống một ngày là phải làm một ngày, sống một giờ thì làm một giờ, nói buông là đi liền. Đắc đại tự tài, mẹ của ngài cũng đi giống như vậy. Ngoài ra ngài còn có một sư đệ là Hòa Thượng Hải Khánh cũng đi như vậy. Chúng ta nhìn thấy rồi tin tưởng, họ đều không cần đến trợ niệm, chứ không phải không có người trợ niệm cho họ. Nếu như họ thông báo một tiếng,
người trợ niệm rất nhiều, nhưng đến một người cũng không cần. Qua đó muốn dạy mọi người một điều là tự mình phải thật sự nắm chắc phần vãng sanh. Nhờ đâu mà nắm chắc? Chính là từ buông xả. Cái bệnh chung của mọi người chính là buông không xuống. Dục vọng quá nhiều rất khổ. Thứ muốn đạt được nhiều quá. Chúng tôi hiện tại sống ở một nơi nhỏ bé này. Nơi này không phải đạo tràng. Cả đời chúng tôi không có phước báu. Làm đạo tràng cần có phước. Cả đời không có phước. Muốn dựng một cái đạo tràng, luôn có người đến phá hoại. Nên suốt đời đều trải qua đời sống lưu lạc. Tôi giờ đến cái tuổi này rồi, cũng nên ra đi rồi. Chúng tôi một lòng một dạ muốn hồi quy tịnh độ. Nơi này không phải đạo tràng, là do mười mấy đồng tu niệm Phật, mỗi người đều mua một ngôi nhà ở nơi đây. Chúng ta ở đây chăm sóc lẫn nhau, ở đây niệm Phật, ở đây học tập kinh Vô Lượng Thọ. Chỉ một bộ kinh, một câu Phật hiệu, cầu sanh tịnh độ. Đây là trong cái không có phước báu, lại là một loại phước báu khác. Đối với việc niệm Phật cầu vãng sanh là chuyện tốt, nhân duyên tốt, không có ai quấy nhiễu. Có đạo tràng, người hiện nay liền có cái ý đến tranh giành cái đạo tràng ấy. Đến đây xuất gia, tương lai cái đạo tràng ấy sẽ là của họ. Chúng tôi không có. Cái tòa nhà này là của cư sĩ Vương. Ông ấy cho chúng tôi mượn dùng. Chủ quyền là của ông. Bản thân chúng tôi mỗi người có một căn của riêng người đó. Vào cái thời đại này, đây chính là trang nghiêm đạo tràng. Ở đây không có biển hiệu, không có xưng am đường hay tự viện gì hết. Giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, cái miếu đó của Ngài là miếu cổ. Ngôi miếu đã đổ nát, chẳng ai cần. Cái miếu ấy có tặng cho người ta, người ta cũng chẳng cần. Ở một nơi quá xa xôi hẻo lánh, không có tín đồ, không có người đến thắp hương. Biết bao năm không có hương hỏa, vậy mọi người dựa vào cái gì để sinh sống? Là dựa vào tự mình trồng trọt. Cho nên Hải Hiền Lão Hòa Thượng vì chúng ta thị hiện dưới thân phận là một người nông dân chính cống. Kinh nghiệm trồng trọt của Ngài vô cùng phong phú. Từ nhỏ là đã lớn lên ở đồng ruộng, cả một đời chưa hề rời xa đồng áng. Vô cùng chịu thương chịu khó. Ngài khai hoang. Khai hoang tức là mảnh đất đó không có chủ. Ngài đến khai khẩn nó ra thành ruộng, để trồng lương thực, trồng rau xanh, trồng cây ăn trái. Diện tích canh tác rất lớn, thu hoạch vô cùng phong phú. Nhưng Ngài không bán lấy tiền. Ngài đem số ấy đi cứu tế cho người nghèo. Những người nghèo không có cái ăn thì Ngài gửi đến cúng dường cho họ.
nhận sự bố thí của Ngài có trên ngàn vạn người. Cái này là thuộc về tài bố thí, có nội tài, có ngoại tài. Hơn nữa, trong lúc làm việc, niệm niệm đều không lìa niệm Phật. Công việc chính là đạo tràng. Tiếng tiếng Phật hiệu liên tục không ngừng. Sinh hoạt của Ngài chính là đạo tràng, công việc là đạo tràng. Đối người tiếp vật không chỗ nào không phải đạo tràng. Đạo tràng quá lớn rồi. Đạo tràng gì? Đạo tràng lớn, thế giới cực lạc. Nhưng không ai biết, đây là sự thật không hề giả. Nên Ngài pháp hỷ sung mãn. Thật sự cái gì cũng không cần, nhưng cái gì cũng không thiếu. Viên mãn tự tánh, tự tánh viên mãn. Vì vậy, chúng ta nhất định phải hiểu, phải biết từ bỏ dục tâm. Cái gì mà có dính dáng đến tâm dục vọng thì nhất định phải bỏ. Danh, lợi, tài, sắc, phải từ bỏ cho sạch sẽ. Xả chính là buông xả, phải bỏ cho sạch. Bạn mới được tự tài, bạn mới được pháp hỷ. Mắt bạn sẽ sáng, bạn mới có thể nhìn thấu cõi đời này. Cuộc đời này sẽ không còn gì có thể giấu nổi bạn, không bao giờ còn lừa bạn được. Cuộc đời này là gì? Là giả tướng. Như Di Lặc Bồ Tát nói, thật tướng thế gian là gì? Là một phần 2.100.000 tỷ của giây. Dưới tần suất dao động cao như vậy, dưới sự dao động của ý niệm mà sinh ra huyễn tướng. Thời gian mà cái huyễn tướng này tồn tại, mọi người nhớ kỹ, là một phần 2.100.000 tỷ của giây, cũng tức là trong một giây. Hình ảnh này đã thay đổi 2.100.000 tỷ lần. Có lần nào là thật không? Chẳng có một lần nào là thật cả. Vì thế, nó là tướng tương tự tương tục. Phật trong kinh có nói một câu là bất đoạn chi vô. Thật sự là tương tự tương tục, cái gì cũng không có. Cho nên lão hòa thượng thường nói, niệm Phật cho tốt, những cái khác đều là giả. Ngày ngày dùng câu này để nhắc nhở mọi người, cùng với mọi người nói lời thật, nói lời chân thật. Tất cả lời nói chỉ có câu này là lời thật, những cái khác toàn là lời giả. Phật thuyết hết thảy kinh, trong tất cả kinh chỉ có một câu A-di-đà Phật là lời thật, những cái khác đều không phải lời thật. Vì vậy pháp còn phải xả, huống hồ phí pháp. Pháp là Phật Pháp. Những gì Đức Phật đã thuyết trong 49 năm đều không được chấp trước, không được để trong tâm. Chấp trước đem bỏ vào tâm là tiêu rồi. Cả đời Đức Phật chưa từng nói một chữ nào cả, chưa từng nói một câu nào. Nếu bạn nói Ngài thuyết Pháp thì đó là bán Phật. Bạn phải hiểu cái ý này. Lời này chẳng qua chỉ là lời dẫn dắt, khuyến dụ. Nếu bạn không chấp trước, không phân biệt, không chấp trước, bạn sẽ nghe hiểu được, sẽ sáng tỏ ý nghĩa. Còn như vừa phân biệt lại vừa chấp trước, thế thì xong đời rồi. Gọi là hiểu chết nơi câu chữ, thế thì sai rồi.
Vì thế nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, lời này không đơn giản, ai có thể lý giải được Như Lai chân thật nghĩa đây? Tất cả những lời mà Như Lai đã nói thấy đều không để trong tâm, thế thì có thể lý giải được Như Lai chân thật nghĩa? Không để trong tâm bạn sẽ khai ngộ, còn như để trong tâm coi như bích đường khai ngộ rồi, cái đó gọi là sở chi chướng. Đây là chỗ khó của Phật pháp, cũng là chỗ dễ của nhà Phật. Biết thì rất dễ, còn không biết thì khó lắm. Không dễ đâu. Tổ sư Thiền Tông khảo nghiệm học trò thường hay hỏi: anh biết không? Biết thì không khó, khó ở chỗ không biết. Người biết nhất định sẽ buông xả, có thể hằng thuận chúng sanh. Bạn nói đúng cũng tốt, mà nói không đúng cũng tốt, họ đều thuận theo bạn. Vì sao? Vì nói đúng cũng coi như không, mà nói không đúng cũng coi như không. Thiên hạ này vốn chẳng có việc gì cả, bạn thích nói thế nào đều được, đều đáng mê mà. Chưa phá mê khai ngộ, vẫn còn là phàm phu xấu nẻo. Người thật sự tin tưởng thì chẳng tơ hào chấp trước. Như lão hòa thượng có nói: thấy người nào cũng là người tốt, không hề phân biệt, hoan hỷ vui vẻ, nhìn thấy cái gì cũng tốt, không có chuyện cái này đúng, cái kia sai, không có suy nghĩ đó, không có cái này thích, cái kia ghét, không có ý niệm đó, luôn là cái tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi làm việc. Vì vậy chúng sanh không một ai là không thích Ngài. Cả đời chưa từng nổi giận qua, chưa từng nổi nóng bao giờ, chưa từng nói lời vọng ngữ. Vị lão hòa thượng này hiếm có, chúng ta phải học hỏi Ngài. Đối người chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Đây là gì? Đây gọi là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chính là như vậy. Các ngài đối với mọi thứ đều biết rõ ràng, minh bạch, chỉ là họ không nói với bạn mà thôi. Tại sao vậy? Vì nói rồi bạn sẽ sanh phiền não. Cái họ nói là thật, còn bạn thì lại đắm mê trong những thứ hư vọng, chìm trong những điều giả dối, nhưng lại thấy rất vui vẻ, cảm giác rất vừa lòng mãn nguyện. Không ngờ rằng đó là tạo nghiệp, nhưng lại không thể nói hoạch tẹt hết ra được. Vì nếu như nói hoạch tẹt ra, bạn sẽ nổi giận ngay, bạn không thể chấp nhận. Vì vậy Bồ Tát biết lúc nào nên nói với bạn, lúc nào thì không nên nói, lúc mê không được nói, lúc mà gần ngộ chứ chưa ngộ, lúc này nên nói, chỉ điểm một cái là họ ngộ ra ngay. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát không có định pháp để thuyết, thành thật mà nói hơn một chút là Phật Bồ Tát không có pháp để thuyết, đều là do cái bệnh của bạn phát ra. Phật biết bạn có thể tiếp nhận, nên Ngài liền nói với bạn. Bạn có thể tiếp nhận được bao nhiêu thì nói với bạn bấy nhiêu, không nói hơn. Chân thật trí huệ, chân thật cũng đức. Nói tóm lại vẫn luôn là một câu Phật hiệu, đó là khẩu đầu thiền của lão hòa thượng, đó là lời vàng ý ngọc, là vô thượng đại pháp. Hãy gắn niệm Phật cho tốt, thành Phật là đại sự, những chuyện khác đều là giả. Chính là câu nói này, nếu bạn có thể khế nhập, bạn liền có thể khai ngộ. Bạn khai ngộ rồi thì tất cả mọi chuyện thế xuất thế gian có ở ngay trước mắt, có chuyện nào bạn không biết chứ? Biết hết mọi thứ.
Vậy có muốn đến thế giới cực lạc không? Thật muốn. Bạn với A-di-đà Phật có gặp mặt chưa? Gặp rồi. Thế vì sao chưa đi? Vì A-di-đà Phật kêu bạn biểu pháp. Bởi vì bạn đã đắc sanh tử tự tại rồi, nên ở lại thế gian làm một tấm gương tốt, làm tấm gương học Phật tốt, tấm gương niệm Phật tốt, để mọi người nhìn thấy. Lúc vạn sanh là tự tại ra đi, mọi người ắt tin ngay. Trong Tịnh Ảnh Sớ có 4 câu, không nhiều, có 16 chữ: tâm ái dục sâu thẳm khó vượt, quá sâu, quá rộng, bạn không cách gì vượt được. Nên ví nó giống như hào, giống như bức tường thành hộ sông vầy. Cho nên phải dạy cách đoạn trừ, vì thứ này là giả, không phải thật. Thứ này đã hại bạn từ vô lượng kiếp đến nay, phải trôi lăn trong vòng 6 nẻo luân hồi sanh tử. Cùng với tất cả chúng sanh, từ tất cả chúng sanh này chính là oan thân trái chủ của bạn. Đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, chẳng hề ngừng dứt. Bạn nói xem, tội nghiệp biết bao, cái này đáng sợ đến dường nào. Sách Bình Giải nói rất hay: hỏi các hào dục là bỏ dục tâm. Đây chính là thật làm. Một câu này ý nói là đoạn phiền não. Người chân thật muốn đoạn phiền não thì phải bắt đầu từ đâu? Chính là từ bỏ dục tâm, buông bỏ dục vọng. Gốc của dục vọng là tình chấp, là thứ khó đoạn nhất. Cái này thì người đời ai cũng biết. Hải Hiền Lão Hòa Thượng cũng nói, có một loại ân tình sâu nặng nhất, khó lòng buông bỏ nhất, chính là tình mẹ, tình cảm mẫu tử. Nhất là người mẹ không thể buông bỏ con cái. Hiện nay con cái có thể chối bỏ cha mẹ. Người thổi trước còn được tiếp nhận sự huân tập của văn hóa truyền thống. Phận làm con cái, thứ khó từ bỏ nhất là cha mẹ. Thời bây giờ đã đánh mất văn hóa truyền thống Trung Quốc rồi, học theo người nước ngoài. Ở nước ngoài, đến khi chúng được 16 tuổi, đủ tuổi thành niên rồi, chúng có thể ra ở riêng, không còn gắn bó với cha mẹ nữa. Thật vậy, có những đứa trẻ sau khi ra khỏi nhà thì cả đời này đừng mong thấy chúng quay trở về. Ở nước ngoài, chuyện này là một hiện tượng hết sức bình thường. Riết rồi bật làm cha mẹ, đâm ra cũng quen dần. Cha mẹ cũng không còn nhớ đến con cái. Vì sao? Vì có nhớ thì cũng tự mình nhớ, có nhớ cũng ổn công thôi, chúng không nhớ bằng đâu. Chẳng như người Trung Quốc, mẫu tử liền tâm, mẹ nhớ con cũng nhớ mẹ, giữa họ có sự cảm ứng. Đây là sự khác biệt về văn hóa. Cho nên phải bắt đầu buông xả từ tình thân. Ái dục
là gốc rễ của các khổ. Phạm vi của hai từ ái dục này rất lớn. Ái là bạn thích nó, dục là muốn chiếm hữu nó, hám tài. Hám sắc, hám danh, hám lời. Luôn muốn có được, chẳng chịu buông xả. Nhưng bạn không hề ngờ rằng, chết đi rồi, cái gì cũng chẳng mang theo được, không một thứ nào còn là của bạn nữa. Không cần đợi đến sau khi chết rồi mới biết. Nếu như bạn có cái tâm cảnh giác, nếu bạn là một người thông minh, bạn liền biết ngay. Thật ra con người mỗi ngày đều chết một lần. Buổi tối lúc lên giường đi ngủ, vô giấc rồi, đó cũng giống như người chết vậy. Trong tình cảnh đó còn có cái gì là của bạn nữa đây? Người ta có khiêng cái thân này của bạn đi, bạn cũng đâu hay biết gì. Ngay cả cái thân này còn không phải của bạn, huống hồ những vật ở ngoài thân. Khi nằm trên giường cần có cái tâm cảnh giác như vậy, ngày ngày đều mang trong lòng sự cảnh giác này, bạn chắc chắn sẽ vạn duyên buông xả. Khi đi ngủ phải luôn quán như vậy, khi đi ngủ phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phải dưỡng thành thói quen như vậy mới tốt. Dòng dục sâu rộng, câu này đang nói đến dục vọng của bạn. Dục vọng là không bao giờ có biên giới, nó là vực thẳm không đáy. Không đáy là sâu, không biên giới là rộng. Chúng sanh chìm đắm trong ấy khó vượt qua được, vô cùng đáng sợ. Sáu nẻo luân hồi cũng là biển khổ, biển khổ vô biên. Bạn vượt qua nó bằng cách nào đây? Buông xả liền vượt qua được, không buông xả thì sẽ ở trong đó vĩnh viễn. Cho nên phải nên chân thật xả bỏ, thật sự biết rằng nó rất đáng sợ. Không buông xả, thì thật phiền phức lắm. Thời không vô lượng, một nhiễm là tất cả đều nhiễm, một mê thì tất cả đều mê. Thế thì sao? Người, việc, vật, oán thù do đâu mà có? Hơn 90% là từ lời nói, từ thái độ. Vì thế Phật nói mười thiện với chúng ta, trong đó khẩu chiếm tới bốn. Dễ tạo nhất chính là khẩu. Nói những lời cay nghiệt, độc địa mà bản thân mình không biết, nói lời khó nghe. Bạn nói trong lúc vô ý, nhưng người nghe lại có tâm, thế là liền kết xuất oán thù. Hôm nay bạn có quyền có thế, tác oai tác quái, không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Đợi đến khi uy quyền đều mất hết, người khác sẽ dùng thái độ đó để đáp trả lại bạn, bạn sẽ cảm thấy buồn ngay. Đó là vì sao? Đó là báo ứng.
Điểm này chúng ta phải học theo Ngài Hải Hiền. Cả đời Ngài Hải Hiền chưa từng xem thường một người nào, suốt đời chưa từng dùng thái độ không tốt để đối xử với bất kỳ ai, thấy người đều là hoan hỷ, vui vẻ. Từ trong nội tâm lưu xuất ra cái tâm từ bi, chân thành. Người tốt hay kẻ xấu gì, Ngài đều cười rất vui vẻ. Chẳng có chuyện cái này tốt, cái kia xấu. Không có chuyện thích cái này, ghét cái kia. Tất cả đều nhất loạt đối xử bình đẳng. Vì thế người người đều thích gần gũi Ngài. Ngài vô cùng hiền hòa. Đối với yêu cầu của người khác, Ngài luôn dùng phương tiện thiện xảo để đáp ứng cho người ta, khiến họ sanh lòng hoan hỷ. Như thế mai này sẽ trở thành pháp duyên tốt. Lão nhân gia Ngài từng dạy: thà ăn mặn mà niệm Phật, thà bạn ăn thịt mà niệm Phật, còn hơn ăn chay mà mắng người. Bạn ăn trường chay nhưng lại đi mắng người, đối với kẻ khác không tốt. Chúng ta quan sát một người, phải quan sát thật kỹ đức hạnh của họ. Vì sao? Vì người có đức hạnh mới có tiền đồ, không có đức hạnh ắt chẳng thể có tiền đồ. Cái lý này phải hiểu. Trước đây chúng tôi từng được hàng quán trưởng hộ trì suốt 30 năm, nên tôi rất hiểu cá tính của bà. Người ta mà làm sai chuyện gì thì bà nhất định không tha. Bà sẽ trừng trị một cách nghiêm khắc, sẽ mắng cho một trận té tát. Nhưng người khác phục bà. Tại sao vậy? Vì tâm bà lương thiện. Tục ngữ có câu: miệng nói cứng mà lòng thì mềm. Bà chính là một người như vậy. Bà thật sự quan tâm, yêu thương, lo lắng cho bạn. Chẳng hạn bạn từng bị bà mắng, từng bị bà giáo huấn, nhưng bà vẫn là quan tâm bạn. Bạn thích cái gì bà biết hết. Mỗi ngày bà đều đi dạo phố. Bà thích đi mua đồ, thích mua sắm, nhưng mua những thứ không phải để bản thân bà dùng, mà người này thích cái gì, người kia thích cái gì, bà sẽ mua những món quà nho nhỏ tặng cho mọi người. Vì thế phải cảm ơn. Đây chính là điều mà một người làm lãnh đạo nhất định phải biết. Chân thật yêu thương người khác, lỡ họ có phạm sai lầm thì phải uốn nắn lại giúp họ. Thái độ lúc uốn nắn người khác của bà có phần hơi quá một chút, chứ không nằm ở mức trung đạo. Giữ ở mức trung đạo là bậc thánh hiền. Bà không thể làm việc đó một cách ôn hòa được. Nhưng chúng sống với bà lâu dần sẽ biết tâm bà lương thiện, cho nên vẫn là phục bà. Bà là người thật sự bảo hộ cho đạo tràng, chân thật hộ trì Phật Pháp. Một thiền tri thức như vậy đâu dễ gặp được. Nếu chúng tôi không gặp được vị thiền tri thức này, e rằng sớm ngày đã hoàn tục rồi, không tiếp tục sống được nơi cửa Phật. Vì không cho giảng kinh, thế thì chúng tôi xuất gia làm cái gì? Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật chính là giảng kinh dạy học.
Kể từ các ngày thành đạo là đã bắt đầu, mãi cho đến khi nhập bát niết bàn, 49 năm chưa từng ngừng nghỉ ngày nào. Cái này chúng ta phải biết. Tôi xuất gia là do Chương Gia đại sư khuyên tôi. Tôi thịnh giáo với lão nhân gia ngài. Tôi hỏi mai này tôi nên bắt đầu từ nghề gì là tương đối thích hợp nhất. Thế là ngài bèn khuyên tôi xuất gia học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã vạch ra cho tôi con đường đó, bảo tôi đọc Thích Ca Phổ với Thích Ca Phương Chí. Thuở đó sách ấy không có lưu thông bên ngoài, nhưng trong Đại Tạng Kinh có. Tôi đến Đại Tạng Kinh tìm ra rồi đem chép ra. Lúc đó tôi chép ra được hai bộ, cũng may là phân lượng không nhiều lắm. Đây là gì? Đây chính là chuyện ký về Phật Thích Ca. Sau khi đọc được mới biết, hóa ra Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhà giáo dục. Chúng tôi liền khẳng định được điều này. Dùng lời rất thịnh hành của người hiện nay chính là nhà giáo dục đa nguyên văn hóa. Hơn nữa thân phận của bản thân ngài chúng ta cũng nhìn rất rõ rồi, là người làm công tác nghĩa vụ giáo dục đa nguyên văn hóa. Cả đời ngài là dạy học nghĩa vụ không thu học phí. Thế sao lại bảo là đa nguyên văn hóa? Bởi vì ngài không phân quốc tịch, không phân dân tộc, không phân tín ngưỡng tôn giáo. Chỉ cần anh đến, anh chịu học, tôi sẽ dạy cho anh. Thế nên ngài là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Nên chúng tôi từ chỗ này mà nhận thức thấu đáo rồi. Dùng lời hiện nay nói, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Ngài không phải tôn giáo. Lão sư Phương từng nói với tôi, Phật giáo là vô thần luận, Phật giáo là chủ nghĩa cộng sản. Lợi Hòa Đồng Huân trong Lục Hòa Kính chính là cộng sản chân chánh. Sự cúng dường của mười phương đều quỷ cho tăng đoàn, không phải cúng dường riêng cho một người nào. Khi người nào đó có chuyện, lúc họ cần đến thuốc men, cần tiền, tiền cúng dường có thể đưa cho họ dùng, chăm sóc cho họ. Trên người của người xuất gia không được có tiền, cúng dường đều quy hết cho tăng đoàn. Tăng đoàn sẽ chuyên có người đảm trách phần đó. Hiện tại tại cõi đời này chúng tôi thấy được một nơi, chính là đạo tràng của Quả Thanh Pháp Sư bên Đài Loan ở Phố Lý. Tịnh Xá Chánh Giác, đạo tràng của họ vẫn còn giữ chế độ này. Bạn cúng dường cho người xuất gia không một ai có thể nhận, mà thường trụ sẽ chuyên phụ trách mạng đó. Làm thế thì đúng rồi. Đây là do Thích Ca Mâu Ni Phật quy định, bây giờ chẳng còn ai tuân thủ. Tự viện Am Đường ở Trung Quốc vào 200 năm trước không một nơi nào là không giảng kinh. Vì sao? Vì những nơi đó là trường học. Tự viện Am Đường chính là trường học, nên phải giảng dạy chứ. Ngoài ra còn có người hướng dẫn tu tập. 200 năm gần đây suy rồi, bây giờ thì hoàn toàn chẳng còn nữa. Nhật Bản thì đã suy 400 năm. Khi tôi giảng kinh ở Nhật, Hòa Thượng ở Nhật đến nghe tôi giảng kinh, nói với tôi trong lịch sử của họ có ghi chép Nhật Bản 400 năm trước chùa chiền đều có giảng kinh. Cũng tức là họ cũng không còn giảng kinh đã 400 năm qua rồi. Trung Quốc thì đã đánh mất hẳn khoảng 100 năm. Hai trăm năm trước, việc giảng kinh dần dần thưa thớt.
mãi đến 100 năm trở lại đây, gần như không còn giảng kinh nữa. Thỉnh thoảng mới mời pháp sư đến giảng 7 ngày hoặc 21 ngày, dài nhất là 1 tháng. Còn phần lớn đều là pháp hội kinh sám Phật sự. Thế nên từ từ trở thành tôn giáo. Trước kia là giáo dục, từ giáo dục chuyển thành tôn giáo. Điều này xem như suy rồi. Suy tới cùng cực, suy đến cùng cực sẽ có tướng trạng như thế nào? Là tranh chấp nội bộ. Nội chiến chính là đấu tranh. Ai cũng chẳng chịu thua ai, ai cũng muốn là lão đại. Trong cái chùa nhỏ thì tranh nhau làm chủ trì, tranh làm thầy đương gia, tranh giành lẫn nhau đến nỗi không thể dàn xếp được. Đây chính là tướng trạng Phật pháp suy đến cực điểm, không còn Phật giáo nữa, chỉ có hình thức chứ không có thực chất. Vì thế trong 20-30 năm nay, có người đề xướng, có người đề xuất, nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng. Lời nói này là lời nói xưa, do tổ sư Đại Đức nói. Qua đó đã nói rõ sự hưng suy của Phật pháp. Chúng tôi đã từng làm một bản báo cáo tường tận với các đồng học. Cổ nhân dạy chúng ta nhất định phải trở về tam học nhất nguyên, đưa Phật pháp quy nạp thành ba loại lớn. Thứ nhất là giới luật, thứ hai là thiền định, thứ ba là giáo hà. Trong giáo hà phân thành rất nhiều tông phái, như tông Hiền Thủ thì lấy Hoa Nghiêm làm chủ, tông Thiên Thai thì lấy Pháp Hoa làm chủ. Có ba luận, có pháp tướng duy thức, Tịnh Độ với Mật Tông đều thuộc về giáo hà. Giáo hà có 6 tông phái: thiền là định, giáo hà là huệ, giới định huệ, luật là giới luật, tam học đỉnh lập. Giờ phân chia ra hết rồi. Thuở Đức Phật còn tại thế không có phân chia. Những gì mỗi người học đều có giới, có định, có giáo, đều là từ Thích Ca Mâu Ni Phật mà có. Sau đó Tổ sư Đại Đức bắt đầu phân ra. Tuy là phân nhưng vẫn biết mọi người là một nhà, tôn trọng lẫn nhau, không có chuyện khen mình chê người. Đó vẫn còn tạm, vì để tiếp dẫn chúng sanh nên phương tiện. Phân tông phân phái có thể được, đây là phương tiện tiếp dẫn, thiện xạo tiếp dẫn mà thôi. Nếu như phê bình cái của tôi tốt còn của anh không bằng tôi, thế coi như hỏng rồi. Sai lầm quá đổi, cho dù ở vào thời đại trước mắt, quả thật học những tông phái khác có phần khó khăn hơn. Vì sao? Vì nó cần định, cần huệ, cần những điều này, phải có giới với định. Tịnh Độ Tông so ra có phần dễ hơn. Trong tình hình toàn bộ Phật pháp đang suy thoái thì Tịnh Tông vẫn còn hiệu quả, vì nó đơn giản, chỉ cần thật tin, chân thật tin tưởng có thế giới cực lạc, chân thật tin có A-di-đà Phật. Phải tin thật, thật sự tin rằng niệm Phật có thể vãng sanh thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật, một chút hoài nghi cũng không có,
Hải Hiền Lão Hòa Thượng vì chúng ta biểu cái pháp này. Bạn nhìn Ngài xem, Ngài không biết chữ, từ nhỏ là đã làm việc ngoài đồng, không được đi học, cả đời chưa từng nghe giảng kinh, cũng chưa từng đọc qua một bộ kinh nào. Ở chùa đại chúng làm cũng khóa sớm tối, còn Ngài thì ngồi ngoài cửa niệm A-di-đà Phật. Bởi vì cũng khóa sớm tối, Ngài không biết, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết mỗi một câu A-di-đà Phật. Sư phụ của Ngài chỉ dạy Ngài một câu này, rồi dặn dò Ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Một câu Phật hiệu này Ngài đã niệm suốt 92 năm, niệm đến ngày đêm đều không ngừng nghỉ. Không niệm ra miệng thì niệm trong tâm, cho đến Ngài có thể cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật. Thật vậy, Ngài muốn thấy Phật thì Phật liền hiện ngay trước mặt. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm chúng ta nghĩ là cảm, Phật lập tức liền ứng. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Công phu niệm Phật của Ngài, từ thành phiến đến sự nhất tâm, đến lý nhất tâm. Tôi coi chiếc đĩa của Ngài, tôi quan sát Ngài thật kỹ, nghe những lời nói đó của Ngài. Tôi ước tính Ngài niệm đến sự nhất tâm vào khoảng trước sau năm 30 tuổi. Niệm đến lý nhất tâm vào khoảng trước sau năm 40 tuổi. Người niệm đến lý nhất tâm, nghĩ đến Phật, Phật liền hiện tiền. Ngài vẫn chưa vãng sanh, không phải là không thể vãng sanh, mà là A-di-đà Phật đặc biệt phó chúc cho Ngài, kêu Ngài biểu pháp, ý là muốn Ngài làm tấm gương tốt cho người niệm Phật và cho người học Phật nhìn thấy. Trong tình hình xã hội hỗn loạn như hiện nay, phải học Phật như thế nào, niệm Phật ra sao mới có thể chân thật có thành tựu. Ngài đã làm ra tấm gương rồi đấy. Chúng ta nhìn vào tấm gương ấy, tĩnh tâm liền định, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngài có thể thành tựu, chúng ta cũng có thể thành tựu. Niệm đến công phu thành phiến liền có thể vãng sanh. Cần mất bao nhiêu thời gian? Không vượt quá 3 năm liền nắm chắc phần vãng sanh. Điểm này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vãng sanh đã nắm chắc trong tay, thế thì mọi việc cứ tùy thuận theo thế gian mà làm, liền rất vui vẻ. Ta biết ta đi vào lúc nào, ta biết ta đi về đâu, nên mọi chuyện ở đời này tôi có thể tùy hỷ với mọi người, nhưng đời sau là không làm nữa. Như Lão Hòa Thượng Hải Hiền có nói, làm xong rồi, sau này Ngài sẽ không làm nữa. Câu nói này hàm ý rất sâu. Làm xong rồi thì sao? Thì đến thế giới cực lạc rồi. Lúc này hết sức có thể A-di-đà Phật sẽ nói với bạn, kêu bạn trụ lại thế gian này thêm ít năm. Bạn có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng muốn bạn ở lại thêm ít năm để biểu pháp, làm một tấm gương tốt cho người khác nhìn thấy, làm một tấm gương tốt cho người khác thấy, để mọi người kiên định tính tâm, kiên định nguyện tâm. Đây chính là độ cho một đời này của họ được thành tựu. Thế thì công đức vô lượng.
là công đức chân thật. Công đức này khi ta đến thế giới cực lạc có thể giúp chúng ta tăng cao phẩm vị. Đây không phải thế gian pháp, không phải phước báu nhân thiên, nên làm cái này. Đây là thứ chân thật, không phải giả. Có một sự việc đang bày ngay trước mắt chúng ta hiện nay, một chuyện trọng đại, chuyện thế gian. Đó chính là làm thế nào để giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là lời trong kinh Phật. Thế nào là khai ngộ? Nghĩa là phải để cho họ hiểu được rằng phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, khiến họ buông bỏ tham, sân, si, mạn, nghi, khiến họ trở về với ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Trong Phật Pháp thì trở về với tam quy, ngũ giới, thập thiền. Xã hội của thế giới này liền khôi phục lại an định hài hòa. Thảm họa trên trái đất có thể được hóa giải. Như thế chúng ta mới xứng đáng với chúng sanh trên trái đất này. Chúng ta quyết định vãng sanh thế giới cực lạc. Đến cõi cực lạc, sau khi thành Phật rồi, chúng ta sẽ trở lại. Vậy thì có thể đắc đại tự tài, đến giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Ai có duyên được độ thì đến giúp họ khai ngộ, phá mê khai ngộ. Lìa cứu cánh khổ là phải thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới. Đắc cứu cánh lạc nghĩa là vãng sanh thế giới cực lạc. Đây là bổn nguyện của A-di-đà Phật, là mơ ước của A-di-đà Phật. Chúng ta đến giúp Ngài thực hiện, giúp Ngài thực tiễn nó. Thực tiễn là phải bắt đầu từ chính mình. Mình được độ rồi mới có thể độ người. Đây là đạo lý nhất định. Thâm nhập kinh tạng thì một bộ kinh là đủ rồi. Đặc biệt là bạn chú giải, tập chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ngài sưu tập 83 loại kinh luận và 110 loại chú sớ của tổ sư. Vì thế sưu tập tổng cộng 193 loại. Điển tịch để chú giải cho bộ kinh này. Đây là trí huệ chân thật, hy hữu khó gặp. Kinh là hội tập, mà chú giải cũng là hội tập. Những gì mà cả đời chúng tôi học cũng là hội tập. Ở vào thời đại này, bởi vì muốn giúp cho thế giới này an định hài hòa, cho nên đối với các nền văn hóa chẳng đồng của các nước trên thế giới, ít nhiều cũng phải biết một chút. Những tôn giáo khác biệt cũng phải hiểu đại khái một chút. Chúng tôi đề xướng tôn giáo phải học tập lẫn nhau. Chúng tôi dẫn đầu những điều bổ ích trong kinh điển của họ. Giáo dục phổ thế là giáo dục gồm ba loại chính là luân lý, đạo đức, nhân quả. Đó là những thứ chúng ta nên ưu tiên học tập. Lý luận cao thâm đó lại là một tầng khác. Tông môn hay nói là hướng thượng nhất trước. Hướng thượng nhất trước là thần học, là khoa học, là triết học. Đây cũng là tam vị nhất thể. Thần học với khoa học và triết học dung thành một thể.
Đó là cái gì? Là trí huệ chân thật, là đức tướng, đức năng, tướng hảo chân thật, hoàn toàn hiển bày nơi Tây phương thế giới cực lạc. Đến nơi đó, bạn sẽ nhìn thấy tất cả, đồng nghĩa bạn chứng đắc được hết thảy rồi. Ba câu sau cùng ở chỗ này: gương Phật pháp chặt nát tan hào lũy dục. Kiếm là bạo kiếm, là vũ khí, dùng cái này để chặt đứt các dục. Với ý nghĩa đại biểu cho buông xả, kiếm là trí huệ, trí huệ hiện tiền. Khi liễu giải, sáng tỏ được chân tướng sự thật, biết rằng mọi thứ là giả, xấu nẻo là giả, mà mười pháp giới cũng là giả, thế thì mới buông xả. Buông xả liền tiến nhập vào cảnh giới chân thật, là nhất chân pháp giới. Chúng ta xem đoạn kế tiếp: rửa sạch cấu ô, hiển minh thanh bạch. Trong sách Hợp Tán có nói: coi ái phiền não dường như cấu ô, không huệ trừ được phiền não nên cũng như là rửa sạch. Trừ tà hiển chánh là hiển minh, do gìn giữ pháp thành nên bảo là thanh bạch. Vượt khỏi các hủy báng nên nói là thanh bạch. Thanh bạch có hai nghĩa: kiến là kiến hoặc, ái là tư hoặc, tức là kiến tư phiền não. Đây chính là nguyên nhân thật sự tạo nên xấu nẻo luân hồi. Có kiến ái liền có luân hồi, kiến ái đoạn được rồi, luân hồi cũng chẳng còn. Các vị nhất định phải biết, người thông thường như chúng ta cho rằng yêu thương là chân lý, thần yêu con người, thượng đế yêu thế nhân, mọi tôn giáo đều nói về tình yêu thương. Tôn giáo vì sao có thể đoàn kết lại được vậy? Bởi vì cái cốt lõi của nó chính là yêu. Đây là thứ mà mọi tôn giáo đều giống nhau. Nhưng cái tình yêu đó không phải là như tình yêu của phàm phu. Trong tình yêu của phàm phu có ô nhiễm. Tại sao? Vì nó có tình chấp trọng đó. Còn trong tình yêu của thần thánh là trí huệ, không có tình chấp. Chấp là chấp trước, không có tình chấp, đây là chân ái. Vì vậy Phật gọi là từ bi, chứ không bảo là yêu. Từ bi với yêu có ý nghĩa hoàn toàn tương đồng nhau. Trong từ bi, trong tình yêu này là trí huệ, không có tình chấp, có sự khác biệt so với tình yêu của người đời. Trong tình yêu của người đời có tình chấp. Cái này chúng ta phải làm cho sáng tỏ. Nhưng từ bi cùng với tình yêu của thần, với tình yêu của thượng đế trong tôn giáo là như nhau. Các ngài không bao giờ có chuyện chẳng hạn như thích một người hay ghét một người nào đó, không có chuyện đó. Nếu như có suy nghĩ ấy thì không phải là thần rồi. Những điều này Hải Hiền Lão Hòa Thượng đều làm được, vậy chẳng lẽ thần không làm được sao? Thế chẳng phải ngài còn hơn cả thần rồi sao? Hơn cả thượng đế sao? Cho nên chúng ta nhất định phải biết, tình yêu của thượng đế, của thần thánh là chân ái.
Chân ái là bình đẳng, tâm là thanh tịnh. Chính là từ trong thanh tịnh, bình đẳng, giác mà lưu xuất ra tình yêu đó. Đây gọi là từ bi, đại từ đại bi. Vì sao gọi là đại? Vì nó không có giới hạn, nó rộng lớn không có ngần mé. Cho nên tất cả chúng ta đều được tưới nhuần bởi tình yêu này. Chúng sanh là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi ra hiện tượng. Phạm vi của nó vô cùng lớn. Động vật thân người của chúng ta là do chúng duyên hòa hợp. Phật nói là tứ đại ngũ uẩn là chúng duyên hòa hợp. Tất cả mọi động vật đều là tứ đại ngũ uẩn, chúng duyên hòa hợp mà thành. Thực vật cũng là chúng duyên hòa hợp, vì thế nó cũng là chúng sanh. Khoáng vật cũng là chúng duyên hòa hợp y như vậy. Chúng ta nói thời gian và không gian cũng là chúng duyên hòa hợp. Hãy nói cách khác, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, bao gồm cả ý căn khi tiếp xúc với pháp trần, không một thứ nào chẳng phải là chúng duyên hòa hợp. Cho nên Phật Pháp nói đến duyên sanh, vũ trụ do đâu mà có? Do nhân duyên sanh pháp. Đầy đủ duyên thì hiền, không đủ duyên thì tướng này liền tan biến mất, không còn nữa. Vì thế nhà Phật nói nhân duyên sanh pháp, chứ không nói có một ông thượng đế nào đến sáng tạo ra cả. Không có chuyện đó. Bởi vậy nói Phật Pháp là vô thần luận, là do đây mà ra. Phật Pháp thừa nhận có thiên thần, có quỷ thần. Nhưng thiên thần với quỷ thần cũng tựa như người lãnh đạo của một đất nước vậy. Người dân không phạm pháp thì không thể trừng phạt họ. Người dân không làm được chuyện gì tốt cũng không thể tùy tiện ban thưởng. Họ đài cộng vô tư, đây gọi là thần. Thông minh, chánh trực thì gọi là thần. Thần không phải người hồ đồ. Trong Phật giáo nói đến thần chính là kiểu thần này, chứ không nói thần sáng tạo vũ trụ, làm chủ vận mạng con người. Không phải. Thứ sáng tạo nên vũ trụ là khởi tâm động niệm. Cái tâm ấy là chân tâm của chính chúng ta. Chân tâm chỉ có một, đồng một thể. Vọng tâm thì mỗi người mỗi khác, nhưng chân tâm thì giống như nhau. Cái lý này chúng ta phải hiểu. Chân thật hiểu tường tận rồi, biết rằng toàn thể vũ trụ cùng với chính mình là một thể. Mối quan hệ này mật thiết biết dường nào. Đại từ đại bi là từ đây mà sanh ra. Cho nên trong sự từ bi này không có phân biệt, trong sự từ bi này không có chấp trước, là một tình yêu to lớn, thuần tịnh thuần thiền. Con người có không? Con người có biểu hiện này. Bạn chỉ cần quan sát tỉ mỉ một chút, nó chính ngay trước mắt ta thôi. Đứa trẻ khi chào đời, trước đây tôi từng nói qua mấy lần, nhân sanh bách nhật thể lộ chân thường. Đứa bé được sanh ra trong vòng 100 ngày, đứa trẻ trong 100 ngày này là thuần tịnh thuần thiền. Vì sao? Chúng có khởi tâm động niệm, có thì có đấy, nhưng bản thân chúng không biết. Vì nếu không có khởi tâm động niệm, chúng đã không đến đầu thai rồi. Đến đầu thai là do khởi tâm động niệm. Đây là vô minh phiền não rất vi tế,
là căn gốc của phiền não, nhưng chúng chưa có phân biệt chấp trước. Vì thế chúng là thiên chân. Thiên là thiên nhiên, là tự nhiên. Chân là không giả. Bằng xem đứa trẻ mới sanh, đối với mọi người, bất luận là người nào đến vui đùa với chúng, chúng đều cười thích thú, đều hết sức hoan hỷ. Vì chúng chưa biết ai là cha, ai là mẹ, chúng chưa bị ô nhiễm. Nhưng khi thời gian lâu dần, chúng biết ai là cha, ai là mẹ, đồng nghĩa chúng đã có phân biệt, có chấp trước. Chúng bị ô nhiễm rồi. Bị ô nhiễm thì bản tánh ngây thơ chân thật này liền mất đi. Cho nên chúng ta thấy rồi đó, chúng không còn thuần chân như trước nữa, mà chỉ thấy tương tự như chân tướng mà thôi. Thuần chân là Phật, tương tự là Bồ Tát. Chúng ta thấy là Bồ Tát, là A-la-hán. Sự thiên chân đó của các ngài chính là bản chất của hài nhi. Vì thế trong hạnh Bồ Tát có một loại gọi là hạnh hài nhi. Hạnh hài nhi tức là đối với hết thảy pháp không sanh chấp trước, không sanh phân biệt. Đây chính là hạnh hài nhi. Cái này thì pháp hỷ sung mãn. Kiến tư phiền não là ô nhiễm. Kiến là cách nhìn, tư là cách nghĩ. Tình yêu ở cõi này chính là suy nghĩ của bạn, đại biểu cho tư phiền não. Trong loại phiền não này phân ra năm loại lớn là tham, sân, si, mạn, nghi. Năm loại lớn. Năm loại lớn này thuộc về ái, đều từ ái mà sanh ra. Tham chính là ái, sân hận là mặt trái của ái. Không yêu thì sanh ra sân hận. Ngu si là mê muội hoàn toàn đối với chân tướng sự thật. Không biết chân tướng sự thật, ngạo mạn, hoài nghi đều là căn bản phiền não. Con người sanh trên đời là đã có phiền não này, nhưng trong vòng 100 ngày thì nó chưa khởi tác dụng. Vì thế có thể hiển lộ ra thiên chân. Lão Tổ Tông thông minh, họ nhìn ra được vấn đề. Nhìn ra rồi bèn nghĩ cách làm sao để bảo vệ cái tánh thiên chân này vĩnh viễn không đổi. Thực chất không thể làm được chuyện này. Cái này chỉ có bậc tu hành mới có thể làm được. Nếu không tu tập, tu tại gia hay xuất gia đều được. Phải tu thiền định. Không có công phu chân thật, họ sẽ chịu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài. Chẳng qua chỉ có thể tận hết khả năng giúp họ gìn giữ bổn tánh ấy. Đó chính là giáo học. Giáo học này là giáo học cấm gốc. Từ thai giáo đến khi đứa trẻ chào đời được 3 tuổi, tức là trong 1.000 ngày. Trong 10 tháng người mẹ mang thai, như bà Thái Nhầm, mẹ của Chu Văn Vương vậy. Mắt không nhìn những điều xấu ác, tức là cái gì không lành mạnh thì không nên xem. Những thứ không tốt thì không nhìn. Tai không nghe những lời khiếm nhã. Phàm là mặt trái đều không thể tiếp xúc. Trong tâm không khởi ác niệm. Tôi nói như vậy mọi người dễ hiểu. Không ác niệm, không ác khẩu, thái độ ôn nhu. Vì sao? Vì để đứa trẻ
đứa bé mới chào đời nhìn thấy, đứa bé mới sanh, đôi mắt còn mở, tức là chúng đang nhìn, chúng đang nghe, chúng đang học hỏi, nhất cử nhất động của người lớn, chúng đều thấy, dần dần chúng sẽ học theo. Đây xem như cấm gốc rồi. Vì vậy trong vòng 3 năm, 1000 ngày này, người mẹ phải trông nom đứa bé cho cẩn thận. Phàm tất cả mặt trái đều không được để chúng nhìn thấy, không được để chúng nghe được hay tiếp xúc được. Khi vợ chồng ở cạnh nhau mà có đứa trẻ ở bên cạnh, đều phải giữ lễ, đều phải khuôn phép chuẩn mực để đứa trẻ thấy. Vì thế đứa trẻ này đến khi lên 3, chúng liền có khả năng phân biệt chánh tà. Cái gì là tà chúng sẽ cự tuyệt, cái gì là chánh chúng sẽ hoan hỷ. Chúng có cái năng lực ấy. Ngạn ngữ xưa có câu 3 tuổi xem 80. 3 tuổi là cắm cái gốc này. Đến 80, suốt cả một đời chúng đều không bao giờ thay đổi. Văn hóa truyền thống Trung Quốc vì sao vẫn còn tồn tại đến giờ? Chính là vì cái lý này. Nhưng Trung Quốc hiện giờ suy rồi, phải mau chóng tìm nó trở về. Nếu như không tìm lại, văn hóa Trung Quốc của chúng ta nếu không còn chỗ đứng trong 100 năm tới, thì sau 100 năm nữa nó sẽ bị diệt vong. Bởi vậy Thái giáo rất quan trọng. Hiện nay để sử dụng giáo dục Thái giáo, chúng ta nên có một kinh chuyên biệt, hoặc một tuần cho phát sóng từ 1 đến 2 lần, tốt nhất là liên tiếp vào thứ hai, thứ ba, thứ bảy, chủ nhật, liên tiếp như vậy, 1 tuần 1 lần, phát sóng 1 tiếng đồng hồ hoặc 2 tiếng càng tốt, người cả nước đều xem. Để phụ nữ, những người phụ nữ trẻ tuổi đều có những thưởng thức này, các cô sẽ hiểu. Ta nên dạy cho tốt thế hệ sau. Đây là sứ mạng của các cô, là sứ mạng mà ông trời đã ban cho các cô. Các cô nhất định phải làm cho bằng được. Lúc lên tiểu học, 7-8 tuổi là học tiểu học, học tư thục. Giáo viên dùng thân làm gương để dạy học trò. Chẳng hạn như nói đệ tử quy, cảm ứng thiên, lão sư chưa làm được, học trò sẽ không tin. Vì thế làm thầy khó. Thầy là tấm gương của người học trò, thân hành ngôn giáo. Ân đức của người thầy ngang bằng với cha mẹ. Thầy mất rồi, trong lòng cũng thương tiếc 3 năm, chỉ là không đeo tang, không mặc hiếu phục. Có thể hiếu thân, có thể tôn sư. Đức hạnh này được cấm gốc rồi, mới được gọi là gốc. Sau đó là ngũ luân, ngũ thường, tử duy, bát đức. Tự nhiên liền tương ưng, không cần người khác dạy bảo. Vì chúng đã quen với cuộc sống như vậy rồi, chúng không bao giờ từ bỏ lối sống đó. Vì thế chân thật có thể tẩy rửa sạch sẽ tập khí phiền não, tâm thanh tịnh liền khôi phục. Tâm thanh tịnh liền tương đương với sở tu giới định huệ của A-la-hán, Bích Chi Phật. Mà bạn nâng đến tầng thứ này, tầng thứ này quyết định vượt ra ngoài xấu nẻo luân hồi. Nếu như nói 3 phẩm thường, trung, hạ, hạ phẩm siêu việt xấu nẻo, trung phẩm là ở tứ thánh pháp giới mà tu, thượng phẩm siêu việt 10 pháp giới. Đây là giáo dục phổ thế trong Đại Thừa.
Giáo dục phổ thế là để báo ơn chúng sanh, thượng báo tứ trọng ân, báo ân chúng sanh. Cho nên giáo dục hiện tại, bất kể là giáo dục thế tục, hay giáo dục văn hóa truyền thống, hay giáo dục tôn giáo, đều phải dùng phát sóng, dùng truyền hình, dùng mạng Internet mới có thể khuếch trương, mở rộng, tạo thành phong khí. Xã hội mới có thể từ bỏ tất cả ác niệm, ác khẩu, ác hành. Con người trở về với luân lý, đạo đức, bổn thiện, tánh người vốn thiện, hiểu kính thiên hạ. Như thế mới có thể sáng tạo nên thời kỳ thịnh thế trên toàn cầu, sáng tạo văn minh trên trái đất. Trên phương diện này, chúng ta ra một phần tâm, tận một phần lực. Nhớ kỹ đừng quên, nếu chúng ta muốn về thế giới cực lạc, thế thì chúng ta không cầu phước báo nhân thiên. Phước báo nhân thiên rất đáng sợ. Bạn tu được phước báo lớn như vậy, mai này bạn làm vua trời. Nếu như tham, sân, si chưa khắc chế được, bạn sẽ thành A-tu-la, trở thành vua Ca Lợi mà trên kinh có đề cập đến. Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là bạo ngược, tức là bạo quân. Làm một bạo quân, bạn có quyền có thế trong tay, có thể tùy tiện giết người. Quả báo đời sau là ở địa ngục vô gián. Vì thế phú quý thế gian quyết định không được ham muốn, vì lúc hưởng thụ cảnh giàu sang chắc chắn sẽ tạo ác nghiệp. Đây gọi là oan uổng ba đời, vì đời sau sẽ rớt vào địa ngục. Trong sách Hợp Tán nói không huệ có thể trừ được phiền não. Không huệ trong trí huệ, chân thật biết được phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta quả thật là đang nằm mộng. Phải thường xuyên nghĩ đến cảnh tượng đó chính ngay trước mắt, mỗi giây trôi qua trước mắt chúng ta. Bạn xem khoảnh khắc này, mỗi giây trôi qua đi, mỗi một giây đều không thể quay trở lại, không bao giờ tìm lại được. 60 giây là một phút, 60 phút là một giờ, 24 giờ thì thành một ngày đêm. Là giả thôi, không phải thật đâu. Nó là pháp sanh diệt. Như chúng ta xem điện ảnh vậy, ở chỗ tôi có một cuốn phim là phim điện ảnh, bỏ cái này vào máy, một giây là 24 tấm, cũng tức là nói tần suất của nó là 1/24 của giây.
Nhớ kỹ con số này nhé, 1/24 của giây. Ống kính mở ra sẽ chiếu một tấm hình. Đây là bức hình của cuốn phim này. Mọi người đều hiểu rồi phải không? Trên màn hình bạn nhìn thấy một bức ảnh. Một giây là 24 tấm. Tốc độ này nhanh rồi, mắt thường chúng ta không theo kịp. Nhìn thấy nó tựa như thật vậy, kỳ thật không phải thật. Là 1/24 của giây. Điện ảnh cùng với truyền hình hiện nay là dùng kỹ thuật số tiến bộ lên rồi, không dùng băng từ nữa, không dùng cái này, nhưng hình ảnh thì vẫn là từng tấm hình một lướt qua, chẳng qua không dùng băng từ để làm phương tiện truyền tải thôi. Hiện giờ người ta dùng con chip. Một giây có bao nhiêu tấm vậy? Là 50 tấm. Bây giờ là thời đại kỹ thuật số là 1 tấm. Một giây tương đương dùng 100 tấm hình. Chúng ta không biết đó là giả. 1/100 của giây, bạn có thể nắm bắt được không? Bạn có thể nghĩ thông suốt, nhìn thấu đáo sự việc này, bạn liền biết toàn bộ là giả, toàn bộ vũ trụ này là giả. Bạn sẽ không xem nó là thật nữa, không còn để nó trong tâm. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Đừng để trong lòng làm gì. Thường xuyên chui rèn việc không để mọi thứ trong lòng, rồi sẽ có một ngày bạn sẽ thật sự buông được, buông xả được, liền khai ngộ, đại triệt đại ngộ, liễu giải được toàn thể vũ trụ. Nhìn thấy vũ trụ ở trong cái tần suất đó, cũng chính là tình hình thực tế hiện nay của chúng ta. Tần suất vũ trụ cùng với băng điện ảnh là như nhau, cùng một đạo lý, nhưng tốc độ nhanh hơn. Tần suất trong một giây là bao nhiêu? Là 2.100.000 tỷ lần. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, một cái búng tay, một cái búng tay có 32.000.000 niệm. 100.000 là 10 vạn. 32 ức nhân với 10 vạn là 320.000 tỷ. Cái búng tay đó chúng ta trong một giây búng được bao nhiêu lần? Có người nói với tôi, họ có thể búng được 7 lần. Vậy là 7 lần nhân với 7, 320.000 tỷ nhân với 7, 3 lần 7, 21, là 2.100.000 tỷ. Một giây có 2.100.000 tỷ lần sanh diệt chính ngay trước mắt chúng ta, nhưng mắt ta không nhìn thấy được, ở ngay bên tai nhưng không nghe được. Đến lúc nào mắt chúng ta mới có thể thấy, tai mới có thể nghe được vậy? Đại thừa giáo nói là Bồ Tát Bát Địa. Chúng ta tu đạt đến Bát Địa, tự khắc nhìn thấy. Cho nên chuyện này không phải chỉ có một mình Đức Phật thấy được. Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác, 5 quả vị trên cùng này thấy đều nhìn thấy, thấy được chứng tướng. Không làm sáng tỏ rõ ràng cái thứ này, bạn sẽ không chịu buông. Giảng giải tường tận minh bạch, ngẫm lại quả đúng như vậy. Thế thì có thứ gì là của bạn đâu? Ngay cả cái thân này cũng không phải. Ngày ngày đều bận biều, bận cái này lo cái kia, đó là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thiện thì sanh 3 đường thiện, gây ác nghiệp thì đọa 3 đường ác. Mỗi ngày bạn khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm, bao nhiêu trong đó là 3 đường thiện,
bao nhiêu là ba đường ác, thấy đều có quả báo cả. Vì thế, từng câu từng chữ trong kinh điển, chúng ta nói có mấy giờ đồng hồ là nói hết rồi. Nếu như bạn không làm sáng tỏ được vấn đề thì cũng thành vô ích, chỉ như gió thoảng qua tai. Đến lúc thật sự hiểu rõ ra nó có liên quan đến chúng ta, có quan hệ với khởi tâm động niệm, liên quan đến lời nói, việc làm của chúng ta, có quan hệ lớn lắm. Người không học Phật không biết, người chân thật học Phật, học Đại Thừa sẽ biết. Trước khi chúng ta chưa khai ngộ, trước khi chưa đắc định, đồng nghĩa trước khi chưa thấy được chân tướng sự thật, thì không thể rời xa bộ kinh này, không thể lìa khỏi Phật hiệu. Phật hiệu càng đơn giản càng thiết yếu hơn. Chân thật nắm bắt cương lĩnh trong tay, từng câu Phật hiệu nối nhau, không cho tất cả vọng tưởng tạp niệm xâm nhập vào tâm. Đây gọi là công phu, gọi là học Phật. Hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta học đến chỗ này, phát tâm cúng dường tình thất Quan Âm. Website vôlượngthọ.vn. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật.